Chào anh chị đã quay trở lại với thị trấn Địa Trung Hải. Mỗi clip em làm ra sẽ là một câu chuyện chúng ta nói về thị trấn Địa Trung Hải. Và trong hôm nay thì sẽ có một câu chuyện đơn giản, ngắn gọn. Đó là mỗi một khung cảnh đều có một tính cách riêng, văn hóa riêng và một câu chuyện riêng. Đó cũng là điều mà những đội ngũ sáng tạo của tập đoàn Sun Group tư duy để thiết kế một cái dự án mới, đó là tranh tường tại thị trấn Địa Trung Hải, chứ danh ở Nam Phú Quốc, và làm thế nào để tạo ra một cái biểu tượng mới của du lịch Việt Nam thông qua nghệ thuật đường phố. Đó là cái mảnh ghép của nghệ thuật đường phố nơi bến cảng phồn hoa. Đội ngũ thiết kế của Sun Group hướng đến những tác phẩm phải tương tác với không gian xung quanh, chúng phải được sáng tạo ngay trong cái không gian mình sẽ tồn tại, chứ không phải là một cái sản phẩm đồ họa được thiết kế sẵn và cứ thế là ốp lên tường. Đó có thể là một bức tranh cô gái gương mặt giống như tác phẩm thiếu nữ đeo ngọc trai của Vermeer, nhưng lại đã đang tươi tắm tình yêu cho một gốc cây có thật. Hay ở một góc khác, chúng ta có thể nhìn thấy hình ảnh thần Cupid. Người ta cũng có thể gặp những bố cục của tranh đồng hồ ở những bức tường của nhiều tòa nhà. Trong bức vinh hoa, em bé ôm gà được thay bằng Dr. Train ôm gà. Trong bức đánh ghen, gương mặt của người tham gia vào cuộc đánh ghen đã được thay thế bằng gương mặt lập thể của Picasso, đại danh họa đời sống phong lưu với rất nhiều người tình. Những bức tranh tưởng như là tự phát này thực chất ra là một cái sản phẩm tư duy về tính cách của ngôi làng Địa Trung Hải. Hơn cả một dự án bất động sản cao cấp thì chúng ta biết đến thị trấn Địa Trung Hải được định hình là một điểm đến quốc tế với lượng du khách du lịch quốc tế dự kiến lên đến hàng chục triệu lượt khách sẽ đổ bộ tới Phú Quốc mỗi năm. Đây là nơi giao thoa giữa sự náo động và bình yên, giữa tự nhiên và cuộc sống của con người, giữa hoạt động giải trí, thương mại và cả giáo dục. Và Sun Group còn quyết định đó sẽ là nơi giao thoa của văn hóa phương Đông và phương Tây, của nghệ thuật và thiên nhiên trác tuyệt, một bến cảng phồn hoa của Nam Phú Quốc. Các tác phẩm còn tương tác với những không gian xung quanh, với những du khách tản bộ trên những con đường lát đá của thị trấn Địa Trung Hải. Tác phẩm tranh tường lớn nhất tái hiện một cái truyền thuyết Mỹ Châu Trọng Thủy đã được biến hóa phù hợp với các cái đặc điểm không gian ở gần đây. Và hàng đêm thì du khách sẽ dõi theo một show tô diễn thực cảnh với những chủ đề du hành không gian. Hiện tại thì chúng ta có thể thấy là Shophouse The Center của Sun Group đang mở bán những căn Shophouse cuối cùng. Và anh chị nào quan tâm về một dự án đầu tư với pháp lý sở hữu lâu dài thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với mình qua số hotline trên màn hình. Cảm ơn anh chị đã theo dõi clip ngắn này. Xin chào.